Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Tiếng Việt lớp 4, sách cánh diều bài 13, phần tự đánh giá A. À, đọc và làm bài tập Diện mạo mới của Ea Lâm Trước hết mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc Diện mạo mới của Ea Lâm Xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Từng được biết đến là xã không có điện đường, trường, trạm y tế, nước sạch, công trình công cộng nhưng gần đây Ea Lâm đã thay đổi nhiều. Trước kia, người dân đi từ quốc lộ vào bản trên lối mòn tự mở. Nay, họ có thể chạy xe trên đường nhựa và những cây cầu kiên cố. Ngày mới thành lập, xã không có trụ sở. Bây giờ, người dân có thể tới ủy ban xã để giải quyết công việc. Trẻ em có trường trong xã để học. Người ốm có thầy thuốc ở trạm y tế xã tận tình chăm sóc. Đã từ lâu, đất ruộng E Lâm bị bỏ hoang vì khô cằn, nhiều nhà phải lo ăn từng bữa. Từ ngày có công trình thủy lợi nước về tận ruộng, nhà nhà đầy lúa. ở Ea Lâm bây giờ nhà nào cũng có tivi, xe máy, nhà cửa khang trang, nước sạch đến tận nhà. Ea Lâm giờ đây đã trở thành vùng quê no ấm. Theo Hoàng Hà Thế, Ngọc Ánh, chú thích và giải nghĩa diện mạo, bộ mặt. Dựa vào nội dung bài đọc, em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1, trước kia đời sống của người dân Ea Lâm khó khăn như thế nào? Tìm các ý đúng. Dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta biết là trước đây đời sống của nhân dân xã Ea Lâm rất là khó khăn. Không có điện đường, trường trạm y tế, nước sạch, công trình công cộng. Người dân đi từ quốc lộ vào bản trên lối mòn tự mở. Xã không có trụ sở. Đất ruộng e lâm bị bỏ hoang vì khô cằn, nhiều nhà phải lo ăn từng bữa. Rồi như vậy, các y đúng là Người dân phải đi từ quốc lộ vào bản trên lối mòn tự mờ. Đất ruộng bị bỏ hoang vì thiếu nước, nhiều gia đình không đủ ăn. Không có trụ sở, điện đường, trường, trạm y tế, nước sạch, công trình công cộng. Câu 2. Ngày nay xã Ea Lâm đã thay đổi như thế nào? Tìm các ý đúng. Ngày nay, đời sống của người dân xã Ea Lâm đã thay đổi rất nhiều. Cụ thể là họ có thể chạy xe trên đường nhựa và những cây cầu kiên cố. Người dân có thể tới ủy ban xã để giải quyết công việc trẻ em có trường trong xã để học Người ốm có thầy thuốc ở trạm y tế xã tận tình chăm sóc Có công trình thủy lợi nước về tận ruộng, nhà nhà đầy lúa Nhà nào cũng có tivi, xe máy, nhà cửa khang trang, nước sạch đến tận nhà E Lâm giờ đây đã trở thành vùng quê no ấm Rồi, ý đúng là Xã đã có trụ sở điện đường trường, trạm y tế nước sạch, công trình công cộng. Người dân sống ấm no hơn, đời sống tinh thần phong phú hơn trước rất nhiều. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân có đôi chút tiến bộ, à tiến bộ rất nhiều, có đôi chút tiến bộ là chưa chính xác. Xã có công trình thủy lợi nước về tận ruộng, nhà nhà đầy lúa. Câu 3 Dấu ngoặc đơn trong câu đầu tiên của bài đọc có tác dụng gì? Kem tìm ý đúng. Xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Từng được biết đến là xã không có điện đường trường, trạm y tế, nước sạch, công trình công cộng. Dấu ngoặc đơn trong câu đầu tiên có tác dụng là đánh dấu phần chú thích trong câu. Cụ thể là chú thích xã Ea Lâm là thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Kem chọn đáp án D. Đánh dấu phần chú thích trong câu. Câu 4. Tìm các phần mở đầu, nội dung chính và kết thúc của bài đọc. Rồi phần mở đầu là từ đầu cho đến thay đổi nhiều. Phần nội dung chính là từ trước kia cho đến đến tận nhà. Phần kết thúc chính là phần còn lại. E Lâm giờ đây đã trở thành vùng quê no ấm. Rồi phần mở đầu của bài đọc là từ đầu cho đến thay đổi nhiều. Phần nội dung chính của bài đọc là Từ trước kia cho đến, đến tận nhà Phần kết thúc của bài đọc là Phần còn lại Câu 5 em chọn một trong hai đề sau Đề A Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về những thay đổi của xã E Lâm trong bài đọc trên Đề B Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một câu chuyện hoặc một bài báo bài thơ mà em đã học ở bài 13. Rồi các em có thể chọn một trong hai đề. Ví dụ các em chọn đề A. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về những thay đổi của xã Ea Lâm trong bài đọc trên. mà các em chúng ta cùng tham khảo. Từ một xã thiếu thốn về đời sống, vật chất và tinh thần, xã Ea Lâm đã lỗ được vươn lên thay ra đổi thịt. Giờ đây xã Ea Lâm đã mang một diện mạo mới, có điện, đường, trường, trạm y tế, công trình công cộng, đường xá giao thông thuận lợi, công trình thủy lợi phát triển, nhà nhà đầy lúa, gia đình nào cũng hạnh phúc ấm no. Qua bài đọc, em thật sự khâm phục nhân dân và chính quyền địa phương xã E Lâm. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đưa xã đi lên. Thành quả hôm nay họ đạt được là món quà họ xứng đáng nhận được. Kem tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.